Phúc Lộc và Linh Hương chào đón quý vị đến với sản phẩm kế tiếp trên AZ Shop. Nói về những chiếc gối thì quý vị chỉ nghĩ đơn thuần là nhà cứ thiếu gối thì cứ mua đại một chiếc gối miễn nằm được là được. Hoặc cũng có thể là chúng ta đợi đến khi những cái gối nhà chúng ta hỏng rồi, hư rồi không thể nào mà xài được nữa mình mới nghĩ đến cái chuyện mua gối mới. Dù chúng ta có một tấm nệm dày dặn, thậm chí là đắt tiền, rồi một tấm ráp thật là màu sắc hoặc là thật là sang trọng đi chăng nữa, với chất liệu gì đi chăng nữa, nhưng cái gối mà không chất lượng thì chắc chắn giấc ngủ của chúng ta sẽ bị ảnh hưởng. Bởi vậy cho nên ngày hôm nay chúng tôi mong muốn là với sản phẩm này thì sẽ bảo vệ giấc ngủ cho tất cả các khách hàng của AZ Shop. Vâng, trước tiên chúng tôi nhắc nhở quý vị là đây là chương trình giảm siêu giảm giá. Chính vì vậy cho nên chúng tôi chỉ giảm giá cho những khách hàng nào gọi điện thoại đặt hàng thành công trong khung giờ đang phát sóng. Mức giảm giá lên đến 50%. Mức giá chính hãng của bộ sản phẩm ngày hôm nay đó là hai chiếc gối nằm, giá là 1,2 triệu. Khi quý vị gọi điện thoại đặt hàng thành công trong khung giờ phát sóng, chúng tôi giảm cho quý vị lên đến 50%, wow. Giá chỉ còn có 599.000 đồng mà thôi. Chưa dừng lại ở đó, quý vị có hai sự lựa chọn về quà tặng. Thứ nhất là khi quý vị mua hai chiếc gối nằm với kích thước là 40, 60 và có độ dày là 10cm thì quý vị được tặng đó là một chiếc gối cùng loại. Lựa chọn thứ hai thì Linh Hương sẽ giới thiệu tới quý vị và các bạn ngay sau đây. Lựa chọn thứ hai thì tất nhiên là chúng ta sẽ vẫn có hai chiếc gối như bộ sản phẩm chính bên phía anh Lộc, nhưng quà tặng chúng ta sẽ là một chiếc gối ôm. Đó, quý vị thấy không? Thực ra thì nếu mình đã có hai gối nằm rồi thì mình chọn cái bộ bên này thì mình sẽ có thêm một cái gối ôm. Hoặc giả là ví dụ mình muốn là nhà mình mà nằm 3 người chẳng hạn, hai vợ chồng đứa con thì chúng ta có thể hoàn toàn chọn cái bộ sản phẩm bên kia. Chính xác. Hai lựa chọn để quý vị có thể thấy là phù hợp với cái cách nào mà nhà mình dùng hoặc là cần. Quý vị chỉ việc gọi cho chúng tôi qua số điện thoại quen thuộc đang thể hiện trên màn hình đó là 0283 744 9898. Một cách khác, quý vị có thể truy cập vào website azshop.net.vn để theo dõi chương trình này, thậm chí có thể cập nhật những thông tin khuyến mãi hấp dẫn diễn ra hàng ngày, hàng giờ trên AZ Shop, là kênh tư vấn bán hàng qua truyền hình hàng đầu tại Việt Nam. Gối là bạn đã cũ, bốc mùi, hoen ố vàng. Bạn đang sử dụng một chiếc gối quá cao hoặc quá thấp, không còn phù hợp. Bạn hay bị đau vai gáy. Đã đến lúc bạn nên thay một chiếc gối mới. Bộ hai gối Casunon ASC, chất liệu PU Farm siêu bền, kiểu dáng ôm theo đường cong giữa đầu và cổ, giúp nâng đỡ tối ưu, tạo giấc ngủ sâu và sảng khoái. Độ đàn hồi cực tốt, giúp phân phối áp lực đầu, giảm đau hiệu quả. Đặc biệt, hỗ trợ tốt cho người có tiền sử đau cổ vai gáy hay thoái hóa đốt sống cổ. Bộ hai gối Casunon ASC chống nấm mốc và vi sinh vật, bền với thời gian, không mùi khó chịu, thoáng mát với cấu trúc nhiều lỗ thông hơi li ti trên bề mặt gối. Kích thước chuẩn là 40x60cm, độ cao và độ đàn hồi siêu tốt, giúp định hình theo cổ, ôm cổ vai gáy và hỗ trợ hạn chế ngáy khi ngủ. Bộ hai gối Casunon ASC, giá chính hãng là 1,200,000 đồng, giá trên AZ Shop chỉ còn 599,000 đồng, tặng thêm một gối ôm Casunon kích thước 18x100cm hoặc một gối nằm đồng bộ. Mua 2 được 3, hãy nhanh tay vì số lượng quà tặng có hạn. Vâng, kính thưa quý vị và các bạn, sau một ngày làm việc mệt nhọc thì giấc ngủ rất quan trọng để chúng ta có thể tái tạo lại năng lượng. Nhưng nếu như mà chúng ta nằm trên một chiếc giường hay là chiếc gối quá cứng, quá cao hay không có sự đàn hồi thì chúng ta sẽ rất khó đi vào giấc ngủ. Chưa kể là chúng ta khi ngủ một giấc ngủ dài gồm 8 tiếng đồng hồ, đấy, chúng ta ngủ trên một chiếc gối không đúng tư thế thì sáng dậy sẽ gây nhức mỏi. Vậy thì để làm sao để chúng ta cải thiện được những tình trạng đó? Cách duy nhất là chúng ta phải chọn được một chiếc gối phù hợp. Và ngày hôm nay chúng tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn đó chính là bộ gối nằm là gối Casunon AFC. Thành phần để cấu tạo lên sản phẩm này chính là PU Form. Kết cấu giống như là cao su thiên nhiên, êm như cao su thiên nhiên, nhưng ưu điểm lại vượt trội hơn cao su thiên nhiên, đó chính là nhẹ hơn, độ đàn hồi tốt hơn, thoáng khí hơn, trên hết là giá thành lại rẻ hơn. Chúng ta thấy là cao su thiên nhiên ấy, mình mà mua được thì giá thành nó cực kỳ đắt, vâng, đúng không ạ? Và nếu như mà mình bỏ ra khoảng 1 triệu, thậm chí hơn 1 triệu chỉ để mua một chiếc gối thì nhiều người sẽ đắn đo. Thế thì với chất liệu y chang như vậy, nhẹ hơn như vậy,
và giá thành rẻ hơn thì tội gì mà chúng ta lại không chọn. Trước khi mà chúng tôi tư vấn sản phẩm cho quý vị thì chúng tôi có một khoảng thời gian vừa đủ để có thể trải nghiệm được sản phẩm. Và cái sự trải nghiệm của tôi ở đây tôi cảm nhận được đó là nó rất nhẹ, nó rất thoáng khí, không gây nóng gáy và nóng cái phần cái má của mình khi mình nằm nghiêng. Điều thứ hai nữa là nó có một sự khác biệt, đó là khi chúng ta nằm gối cao su thiên nhiên á, nó có cái mùi cao su rất khó chịu. À đúng đúng đúng. Và phải rất lâu sau, thậm chí vài năm cái mùi cao su đó nó mới nhạt đi nhưng không hết. Nhưng đối với chất liệu rất đặc biệt này, đó chính là PU Form, thì mùi rất thơm, nhẹ nhàng, mùi giống như là mùi nước hoa nhẹ nhàng vậy đó, đúng không? Mùi như mùi vải, rất dễ chịu. Và chúng ta không bị mùi khó chịu như là mùi cao su. Thứ hai nữa là nó rất nhẹ. Nó có độ dày là 10 cm. Và chiều rộng của nó là 60 cm. Đó. Và cạnh này là 40 cm. Nó rất là vừa với lại cái form dáng của người châu Á, đặc biệt là người Việt Nam. Đó. Và tiếp theo nữa là cái độ đàn hồi rất cao. Nó không có bị xẹp lún trong quá trình chúng ta lật trở cái cơ thể của mình. Và chúng ta gối lên á, thì nó luôn luôn á, là định hình được cái cột xương sống của mình luôn luôn ở một cái phương rất thẳng. Đúng rồi. Đó, và không có bị cong vẹo, cho nên giấc ngủ rất là ngon. Thực ra đấy là câu chuyện là khi chúng ta ngủ ở nhà. Ví dụ như mình đi làm ấy, thì có những cái đối tượng mà đi làm văn phòng chẳng hạn là ngồi liên tục từ sáng cho tới chiều. Đúng vậy. Có chăng là được nghỉ một chút xíu buổi trưa thì rất hay bị các cái vấn đề liên quan tới vai gáy. Có nghĩa là chỉ cần là hết ngày làm việc thôi là mình đã có cảm giác là mỏi lắm rồi. Cổ vai của mình là cứng, lúc nào mình cũng chỉ muốn là được vận động hay là mình được vươn vai. Rồi sau đấy về nhà ngủ một cái gối quá cao, hoặc một cái gối quá thấp, hoặc một cái gối cao vừa đủ nhưng cái độ xẹp lún của nó, thì ví dụ khi mình nằm là nó lún luôn xuống, nó làm cho người mình võng xuống, hoặc là cái đầu của mình với cái vai của mình nó kênh lên một cái đoạn rất là cách xa như thế này. Thế là đến khi mà mình dậy, mình sẽ lại đau mỏi hơn rất là nhiều. Vâng. Vậy thì để có một chiếc gối tốt, bền, đẹp, nhẹ thì chúng ta hãy đến với lại một cái thương hiệu uy tín. Mà thương hiệu uy tín để mà sản xuất ra tất cả những cái sản phẩm cho giấc ngủ như là gối, nệm, rồi thì gối ôm đến từ thương hiệu là Cao Su Non ASC. Ngày hôm nay chúng tôi giới thiệu tới quý vị và các bạn trên kênh bán hàng uy tín hàng đầu tại Việt Nam AZ Shop. Quý vị sẽ hoàn toàn thích thú và chắc chắn giấc ngủ của quý vị sẽ cải thiện khi chúng ta sở hữu hai chiếc gối. Nhưng điều mà Phúc Lộc muốn chia sẻ quý vị và các bạn, đây là chương trình siêu giảm giá, giảm đến 50% chỉ dành cho những khách hàng gọi điện thoại đặt hàng thành công trong hơn 15 phút phát sóng này mà thôi. Còn ngoài khung giờ phát sóng thì chúng tôi sẽ giao cho quý vị hai chiếc gối chính mà thôi. Còn phần quà tặng thì xin phép là chúng tôi sẽ giữ lại. Lựa chọn đầu tiên về quà tặng thì chúng tôi sẽ gửi tặng cho quý vị, đó chính là một chiếc gối ôm với kích thước là 1m2 và có cái độ cao là 18cm, rất là vừa với lại cái form dáng của người châu Á Việt Nam chúng ta, có thể ôm để ngủ và giấc ngủ ngon. Lựa chọn tiếp theo đó chính là quý vị được tặng thêm một chiếc gối cùng loại. Đấy. Có nghĩa là mình sẽ có 3 cái gối giống nhau. Chính xác, hai sự lựa chọn quà tặng này tất cả chúng tôi đều giảm cho quý vị 50%. Giá chính hãng là 1,2 triệu, chúng tôi giảm cho quý vị 50%. Giá quý vị chỉ phải thanh toán khi sở hữu hai chiếc gối đến từ thương hiệu Cao Su Non ASC này, chỉ có giá 599.000 đồng mà thôi. Lưu ý, chỉ tặng quà tặng khi quý vị gọi điện thoại trong khung giờ đang phát sóng mà thôi quý vị nhé. Bởi vậy cho nên hãy nhanh tay gọi điện thoại cho chúng tôi qua số điện thoại 0283 744 9898. Gối là bạn đã cũ, bốc mùi, hoen ố vàng, bạn đang sử dụng một chiếc gối quá cao hoặc quá thấp không còn phù hợp, bạn hay bị đau vai gáy, đã đến lúc bạn nên thay một chiếc gối mới. Bộ hai gối Cao Su Non ASC, chất liệu PU Form siêu bền, kiểu dáng ôm theo đường cong giữa đầu và cổ, giúp nâng đỡ tối ưu, tạo giấc ngủ sâu và sảng khoái. Độ đàn hồi cực tốt, giúp phân phối áp lực đầu, giảm đau hiệu quả. Đặc biệt, hỗ trợ tốt cho người có tiền sử đau cổ vai gáy hay thoái hóa đốt sống cổ. Bộ hai gối Cao Su Non ASC chống nấm mốc và vi sinh vật, bền với thời gian, không mùi khó chịu, thoáng mát với cấu trúc nhiều lỗ thông hơi li ti trên bề mặt gối. Kích thước chuẩn là 40x60cm, độ cao và độ đàn hồi siêu tốt, giúp định hình theo cổ, ôm cổ vai gáy và hỗ trợ hạn chế ngáy khi ngủ. Bộ hai gối Cao Su Non ASC,
Giá chính hãng là 1.200.000 đồng. Giá trên AZ Shop chỉ còn 599.000 đồng. Tặng thêm một gối ôm cao su non kích thước 18x100cm hoặc một gối nằm đồng bộ. Mua 2 được 3. Hãy nhanh tay vì số lượng quà tặng có hạn. Chúng ta thường nói tới cái việc là ngủ thế nào là đúng tư thế này. Vâng. Thế thì cái việc đúng tư thế không phải là một mình chúng ta làm được đâu. Có nghĩa là mình phải có ví dụ như cái gối của mình thế nào nữa cơ. Ừ. Khi mà quý vị mua một cái gối quá cao thì mình cứ tưởng là mình nằm thẳng này, là mình nằm đúng này, hoặc là mình nghiêng như thế này là đúng này. Nhưng mà cái gối cao quá thì cái phần đầu và cái phần gáy của chúng ta ấy nó sẽ bị võng xuống. Ừ. Thứ nhất là mình bị mỏi cái phần này. Rồi chưa kể là đến cái lưng của mình nó cũng bị mỏi luôn. Đúng đó, vậy. Thế thì bây giờ chắc là Hương sẽ nằm ra đây, rồi anh Lộc sẽ chỉ cho quý vị thấy là tại sao cái gối này nó lại giúp chúng ta cải thiện được các cái vấn đề về cổ vai gáy. Có nghĩa là khi mà mình nằm ngủ dậy mình sẽ không bị mỏi. Đây quý vị nhìn kỹ nhá, nó sẽ nằm ra này. Chúng ta sẽ nằm thẳng trước nha. Đây. Như quý vị có thể dễ dàng quan sát thấy là với độ cao của gối chỉ có 10cm, nó rất phù hợp với lại độ cao chênh lệch của vai với cổ và với phần đầu sau của một cơ thể một người trưởng thành, đúng không ạ? Và đặc biệt là người châu Á, đấy, người Việt Nam chúng ta. Thì quý vị thấy rằng là cái trục xương sống, đốt cổ, sống cổ với lại cái phần vai lưng đó là luôn luôn là nó thẳng hàng với nhau. Như vậy thì quý vị thấy là chúng ta sẽ có được một cái tư thế nằm đúng nhờ vào chiều cao rất chuẩn và độ đàn hồi của chất liệu cấu thành chiếc gối đến từ thương hiệu cao su non ASC. Khi quý vị nằm ở trên chiếc gối này thì quý vị có cảm giác gần như là cái tư thế là gọi rằng là không trọng lực. Tư thế không trọng lực tức là tư thế các đốt xương không xếp chồng lên nhau và không đốt xương nào chịu lực cả. Chính vì vậy chúng ta có tư thế nằm thoải mái nhất và như vậy sẽ dễ đi vào giấc ngủ. Và nếu như trong cái giấc ngủ của chúng ta đến đêm thì chúng ta có lật trở thì quý vị cũng có thể dễ dàng quan sát thấy là phần chênh lệch độ cao giữa vai và phần cổ, đúng không ạ? Và cái trục xương sống quý vị thấy là Linh Hương nằm ra vẫn rất thẳng, không có bị cao cũng không có bị võng xuống. Nhờ vào cái sự đàn hồi như vậy luôn luôn giữ được cho cái trục xương sống cũng như đốt xương cổ luôn luôn thẳng. Cho nên là cho dù nằm tư thế nằm ngửa hay nằm nghiêng, quý vị có thể dễ dàng thấy là luôn luôn chúng ta có được cái tư thế nằm rất là phù hợp. Như vậy sẽ giúp cho cái người ngủ một giấc ngủ dài, nằm một tư thế thôi nhưng cũng không bị mỏi và sáng dậy sẽ không có tình trạng nặng đầu, mỏi vai, nhức gáy hoặc là bị đờ cổ, đúng không ạ? Tiếp đến nữa là đối với cái tư thế như thế này, với những người mà có cái triệu chứng mà ngủ bị ngáy to thì cũng có thể giảm thiểu được ở cái mức tối thiểu. Và như vậy thì trong giấc ngủ của mình không những có được ngủ ngon mà lại cũng hạn chế gây cái sự phiền hà cho người nằm bên cạnh. Với chất liệu làm từ PU Form, rất nhẹ, rất mềm, rất đàn hồi, đúng không ạ? Và trên hết mà tôi đã chia sẻ ngay trong phần đầu của chương trình là hoàn toàn không có mùi cao su tự nhiên, rất khó chịu. Một cái mùi rất thơm mát và có một cái mức giá vô cùng hợp lý. Đó là chỉ có 599.000 đồng mà thôi. Nhưng nếu như quý vị muốn được cái độ êm ái như thế này, muốn được cái độ nhẹ và thông thoáng như thế này mà lại sử dụng cái gối cao su thiên nhiên đó, đó thì quý vị sẽ gặp hai cái rào cản. Đó là một là cái giá thành rất đắt. Một chiếc gối này với cao su thiên nhiên nó phải hơn 1 triệu đồng. Thứ hai nữa là nó có mùi khó chịu. Thứ ba là nó rất nặng. Thứ tư nữa là nó không có được sự thông thoáng như cái chất liệu mà chúng tôi cải tiến chế tạo ra cái gối cao su non đến từ thương hiệu ASC. Hãy sở hữu ngay bộ hai gối đến từ thương hiệu cao su non ASC qua số điện thoại 0283 744 9898. Hai sự lựa chọn quà tặng chúng tôi gửi tặng tới quý vị và các bạn. Trước tiên, hai lựa chọn luôn đó nha. Chính là khi sở hữu bộ hai gối thì quý vị được tặng luôn một chiếc gối cùng loại, đúng không ạ? Cũng không phí phạm đâu, cũng không thừa đâu, vì có thể dành một chiếc gối cho con hoặc chúng ta cất đi để giữ lại khi có khách đến nhà, đúng không ạ? Sự lựa chọn thứ hai đó là quý vị được tặng một chiếc gối ôm với kích thước 1m2, có độ cao là 18cm. Dù là quý vị chọn lựa chọn nào đi chăng nữa, có thể là phía bên anh Phúc Lộc là hai gối nằm và chúng ta sẽ có thêm một gối nằm nữa, có nghĩa là ba cái là quà tặng nhá. Hoặc là quý vị chọn như bên này là hai gối nằm và tặng một gối ôm thì mức giá sẽ vẫn là giảm 50%.
Có nghĩa là quý vị sẽ chỉ chi trả mức giá duy nhất là 599.000 đồng mà thôi. Nhưng điều quan trọng là phải gọi điện được đúng lúc này cơ. Hết chương trình này thì rất có thể là quà tặng chúng tôi không còn nữa. Hoặc mức giá nó sẽ trở lại như cũ là 1.200.000 đồng, chứ không phải là 599.000 đồng nữa. Vậy thì đừng chần chừ nữa ạ. Số điện thoại 0283 744 9898 đang hiển thị trên màn hình. Tổng đài bận lập tức truy cập ngay vào azshop.net.vn. Đây cũng sẽ là một cách để đặt hàng rất nhanh và cũng sẽ thành công quý vị nhé. Còn bây giờ thời lượng của chương trình đã hết. Phúc Lộc, Linh Hương xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những sản phẩm tiếp theo. Gối nhà bạn đã cũ, bốc mùi, hoen ố vàng. Bạn đang sử dụng một chiếc gối quá cao hoặc quá thấp không còn phù hợp. Bạn hay bị đau vai gáy. Đã đến lúc bạn nên thay một chiếc gối mới. Bộ hai gối Casunan ASC, chất liệu PU Farm siêu bền, kiểu dáng ôm theo đường cong giữa đầu và cổ, giúp nâng đỡ tối ưu, tạo giấc ngủ sâu và sảng khoái. Độ đàn hồi cực tốt, giúp phân phối áp lực đầu, giảm đau hiệu quả. Đặc biệt, hỗ trợ tốt cho người có tiền sử đau cổ vai gáy hay thoái hóa đốt sống cổ. Bộ hai gối Casunan ASC, chống nấm mốc và vi sinh vật, bền với thời gian, không mùi khó chịu, thoáng mát với cấu trúc nhiều lỗ thông hơi li ti trên bề mặt gối. Kích thước chuẩn là 40x60cm, độ cao và độ đàn hồi siêu tốt, giúp định hình theo cổ, ôm cổ vai gáy và hỗ trợ hạn chế ngáy khi ngủ. Bộ hai gối Casunan ASC, giá chính hãng là 1.200.000 đồng, giá trên AZ Shop chỉ còn 599.000 đồng, tặng thêm một gối ôm Casunan kích thước 18x100cm hoặc một gối nằm đồng bộ. Mua 2, được 3, hãy nhanh tay vì số lượng quà tặng có hạn.